Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, cô Trần Thị Huỳnh Giao bén duyên với võ thuật Vô Vi Nam từ khi lên 13 tuổi. Cô cũng là một trong những thành viên đầu tiên học lớp võ không đồng tại đây. Niềm đam mê ấy đã thôi thúc cô quyết tâm truyền lửa cho thế hệ đàn em. Lớp học võ miễn phí này do võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến mở ra từ những ngày đầu. Đến nay, lớp đã duy trì được 17 năm, có đến 16 năm cô Huỳnh Giao gắn bó với lớp học. Không có từng đứng ở trên bục giảng, nhưng mà thầy đứng ở trên một cái võ đường. Cái sự nhiệt huyết của thầy, cái niềm đam mê cũng như là cái ngọn lửa của thầy đã để lại trong lòng tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Thì chính vì đó thì tôi đã từng nói với bản thân của mình là mình sẽ cố gắng theo thầy học rồi duy trì cái lớp võ này. Qua quá trình huấn luyện dạy ở câu lạc bộ á, thì có rất nhiều võ sinh. Thì qua các khóa thì chỉ còn cái khóa của em Giao là còn mình nên duy nhất là đeo đuổi là tới thời điểm này. Gia đình thì cũng khó khăn, mà đoạn đường đi học thì cũng rất là xa, cũng tranh thủ có những khi học xong ra là ở lại lớp để học võ xong rồi tối mới về nhà luôn. Là một trong những học viên đầu tiên của võ sư Chiến, cô Huỳnh Giao vừa học vừa được võ sư Chiến tin tưởng giao đứng lớp dạy võ miễn phí cho võ sinh và dần trở thành võ sư chính. Hiện nay, dù đang làm tổng phụ trách đội và giáo viên thể dục thể chất tại trường tiểu học Lái Hiếu, cô vẫn tiếp tục kế thừa ý chí của thầy để duy trì câu lạc bộ. Suốt 16 năm qua, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, đều đặn 3 buổi tối mỗi tuần, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, lớp dạy võ này luôn rộn rã tiếng cười. Mỗi buổi học trong khoảng 1 tiếng rưỡi, riêng sáng chủ nhật và buổi chiều thứ hai, cô Huỳnh Giao chủ yếu dạy cho các em năng khiếu nằm trong đội tuyển của lớp võ không đồng để tham gia thi đấu. Con tham gia lớp võ của cô Giao là được 2 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui vì được tăng cường sức khỏe, kết nối với nhiều bạn bè. Tại lớp võ, bên cạnh được luyện tập những bài quyền, những động tác tự vệ, phản kháng, các em còn được học cách đối nhân xử thế từ võ thuật. Câu lạc bộ không chỉ dạy võ mà còn là chiếc cầu nối đưa các võ sinh gần nhau, đoàn kết và thống nhất cao trong tập thể. Học viên từ khoảng 6 tuổi trở lên có thể tham gia lớp võ miễn phí. Không chỉ các em học sinh, ngay cả phụ huynh cũng có thể đăng ký theo học. Hiện sĩ số học viên duy trì từ 130 đến 150 em trong mỗi buổi tập. Qua cái lớp võ không đồng của tôi thì tôi muốn truyền tải đến cho tất cả các bạn cũng như là mọi người là chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta vượt qua hết những cái khó khăn thì chúng ta sẽ thành công trên cái con đường mà mình đã chọn. Em học võ Vô Vi Nam được 9 năm và trong suốt thời gian 9 năm đó thì em đã tập luyện và được đi thi đấu là nhờ vào cô Giao đã hỗ trợ giảng dạy cho em. Và bây giờ thì em cũng muốn được hướng dẫn lại cho các bạn mới vô để các bạn có để giúp các bạn có thêm sức khỏe và có thêm những kỹ năng tự vệ. Nhiều năm qua, cô Huỳnh Giao vẫn bền lòng, quyết tâm duy trì, bám trụ với nhận được sự tin yêu và ủng hộ từ các phụ huynh. Tính đến nay, cô Huỳnh Giao đã dạy miễn phí cho hàng ngàn em học sinh nghèo ở địa phương. Là người tiếp lửa, giữ gìn giá trị võ thuật Việt, cô Huỳnh Giao tạo nguồn vận động viên, phát triển phong trào tại địa phương thêm sâu rộng. Từ đây, nhiều học viên của câu lạc bộ Vô Vi Nam không đồng thi đấu mang về thành tích cao cho thành phố và tỉnh nhà.